Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay Triệu có về một lô sông Hình với bông tràng, nguyệt quế, mai chiếu thủy, mai tím Đà Lạt để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Đó. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ clip mời Sam ngày hôm qua. Đó, đây. Giờ tới clip Sam này là Sam mới nha, mã số 1C đầu tiên. Cái này em đo hạo một cây thứ nha. Đó, tại nên là làm bán phôi để em đo cỡ cỡ cơ mà. Đó, chiều bay của nó luôn là 40. Chiều ga của nó luôn là 2,5 tấc. Đó, đây. Cái này là củ đế là em bó lại ở trên, bầu đất là còn ở dưới. Đây. Hoành thân thì em báo em trừ hao cho cô chú anh chị mình nha, 14 tính 11. Đó. 14 em tính 11, gâu ghia tùm lum tùm la hết ha. Đó, có giá là 250.000. Em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn, mã số 1C. Đây tới mã số 2C. Cũng là sông Hình siêu bông lá gí, bông màu tím nha. Em bao cho quý chị mình luôn. Đó. Đây hoành chiều cao bay ra của nó luôn là 3 tấc. Đây. Đó. Hoành thân là 14, 15 mà tính 14. Đó, đây. Chưa môi cụ đế luôn nha, có giá 300.000. 300.000 bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha, mã số 2C. Đây, mã số 3, co thì sửa đế, sửa thân từ hồi nhỏ lận nhân của quý chị mình ha. Mã số 3 cao lên cũng là 3 tấc. Đó. Cái này về của quý chị mình trồng đôn đế lên rất là đẹp luôn nha. Hoành là 18, 19 mà tính 18. Đó, cũng có giá là 300.000. Em bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Em bao sống luôn 1 tháng. Đó. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook luôn nha. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 4C đây nè, cô chú chị mình xem đế nó xuống tới dưới đất luôn rồi nha. Đó, chiều bề chiều bay ra là 2,5 tấc. Đây. Hoành thân là 13. Có giá 250.000. Em bao ship toàn quốc luôn, mã số 4. Cô chú anh chị mình mua 10 cây em tặng 1 cây, mua 5 cây em bớt 100.000 uống cà phê với em nha. Em né rồi. Dạ. Mua 10 cây tặng 1 cây. Đó, mua 5 cây thì chúng em bớt 100.000 uống cà phê. Mã số 5C. Đó, chiều cao lên là 2,5 tấc. Dạ có bà con nào mua 10 cây kia. Dạ có anh. Đó. Hoành thân 24. Đó, hoành gốc là 24, có giá là 300.000 bao phí ship toàn quốc. Có người ta mua 20 cây nữa anh. Đó, 10 cây, 20 cây. Để ta mua về, ta bẻ bonsai lại, người ta chơi nha. Cái này khoảng cỡ 1 tháng, 2 tháng thôi là nó ra tược xum xê hết trơn rồi. Là nó có bông luôn. Chiều bay ra là 3,5 tấc. Đây, hoành thân là 14. Đó, quý chị mình xem giùm em nha, rất là quái. Sửa thân, sửa đế từ nhỏ luôn nha. Đó, mã số 6 có giá là 300.000 bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 7 cao lên là 3,5 tấc luôn. Đó, đây. Sông Hình ha. Sông Hình siêu bông lá gí, hoành thân là 16 tính 15. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha. Rất là đẹp luôn. Đó, về của chú chị mình chiều bay để dán bay cũng vẫn được mà dán trực cũng vẫn được luôn nha. Đó. Mã số 7 cũng có giá là 300.000 bao phí ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 8C. Đó, giờ của chú chị mình cắt lùng lại cũng vẫn được nha. Tại em trừ hao phôi cao cho cô chú chị mình dễ cắt, dễ chỉnh, dễ sửa. Cao lên là 3,8 tấc. Đây. Hoành thân là 14. Đó. Mã số 8. 250.000 em bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Ngũ Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 9C, chiều bay ra là 3,5 tấc. Đây, hoành thân nó luôn nha. Có gì em trừ hao gâu ghia cho. 14 tính 12. Đó, đây. Dạ đúng rồi. Bao sống, bao ship, cây khỏe mạnh. Có giá là 250.000 bao ship toàn quốc, mã số 9. Mua 10 cây em tặng 1 cây nha. Nếu mà mua 20 cây đó thì em tặng 2 cây. Đó, còn mua 5 cây thì em bớt 100.000 uống cà phê với em. Chiều bay ra của nó luôn là 3,5 tấc, mã số 10C. Đó, đây. Em đo đi. Để cao đi, để em trừ. Xích đại đi, nó trùng.
Đó, mã số 15. Đó, 15 tính 14. Đó, đây của chú chị mình xem giùm em nha. Đó, để xích cây đây chút xíu. Đó, mã số 10 có giá 250.000 bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 11C. Đó, Song Hinh siêu bông. Đây của chú chị mình xem giùm em nha. Đó, để em đo luôn. Đây. Hoành thân của nó luôn 24 tính 20. Đó, đây trừ gâu ghia tùm lum tùm la ra luôn nha. Mã số 11 em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 350.000, 350.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Mã số 12. Đó, chiều bay ra là 3,5 tấc nha. Đây. Đó, đo kiếm cái chỗ nhỏ nhất em đo cho cô chú anh chị mình luôn nha, 15 tính 14. Đó, có giá là 300.000 bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu, qua tại khu vực Quang, phường Thới Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Mã số 13C cao lên 2,5 tấc. Hoành thân của nó luôn là 18. Đó, tính 17. Đó, 13C em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, cũng có giá là 250.000 bao phí ship toàn quốc luôn nha. Đó, mua 10 cây tặng 1 cây nha. Mã số 14C cao lên 3 tấc. Đây, quý chị mình xem giùm em nha. Hoành thân là 16 tính 15. Đó, đây quý chị mình xem giùm em nha, rất là đẹp luôn. Mã số 14 có giá là 250.000 luôn, em bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 15C, chiều bay ra của nó luôn là 3 tấc nha. Đó, co thì lắc lượng khỏi chê chỗ nào. Đây, hoành thân của nó luôn là 16 tính 15. Đó, có giá là 300.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Mua 10 cây tặng 1 cây, mua 5 cây bớt 100.000 uống cà phê với em. Đó, đây tới mã số 16C. Đó, đây của chú chị mình xem cho em một vòng nha. Chiều bay ra là 2,5 tấc. Đó, đây. Hoành thân của nó luôn là 12. Dạ đúng rồi, có giá là 250.000 bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. Đây tới mã số 17C. Đó, đây chiều bay ra của nó luôn là khoảng 2,5 tấc nha chú chị mình ha. Đó, em đo trên này đi. Hoành thân trên này là 13 nha. Đó, còn nếu mà đo dưới cũ này của nó luôn là tới 20 lần nha. Đó, dạ đảm bảo cho chú chị mình 100% có đế có cũ đàng hoàng luôn nha. Mã số 17C em giao lưu 250.000 bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 18C, thân hình quái luôn nha, nói chung là sửa đế sửa thân từ nhỏ luôn. Chiều bay ra 2,5 tấc. Đó, đây, hoành thân của đây là 13 tính 12, có giá là 250.000 em bao ship toàn quốc cho chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Mã số 19C cao lên 3 tấc nha. Đó, đây, hoành thân của nó luôn là 17, yếu chút tính 16. Đó, rất là đẹp luôn nha chú chị mình ha, có giá là 300.000 bao phí ship toàn quốc luôn. Mua 10 cây tặng 1 cây, mua 5 cây chúng em bớt 100.000 uống cà phê với em. Đó, đây mã số 20C, dáng bay ra của nó luôn là 3 tấc. Đó, đây, để em đo thử rồi nha. Hoành thân của nó luôn là 17 nha. Đó, cô chú chị mình xem giùm em một vòng nha, rất là đẹp cây, rất là liền lạc luôn. Cũng có giá là 300.000 bao phí ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đây mã số 21C, chiều cao lên á là 3 tấc nha. Đó, đây, đo thử rồi nha. Hoành thân là 14, 15 mà tính 14, có giá 250.000 em bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939 80 64 64, đó là số Zalo và Facebook. Đó, cây này thì rất là quái luôn nhau chú chị mình ha. Dạ đúng rồi, bay với lắc là nhiều. 22C, chiều bay ra là 40, 40 50 đó, em trừ hao cho chú chị mình hết trơn rồi, cô chú chị mình an tâm. Hoành thân là 15, 16 mà tính 15, cũng có giá là 300.000 bao phí ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. Cụ đế là em bao sống luôn cho cô chú chị mình an tâm.
không? Dạ đúng rồi, nói chung là thừng mô hết trơn rồi. Cặp ha. Đó, cái này một cặp nha. Đó, cặp này hoành thân khoảng cỡ 12 nha, chiều bay ra khoảng cỡ 3 tấc, mã số 23C. Cặp này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Dạ đúng rồi. Đó. Đây, cặp này em giao lưu cô chú anh chị mình có giá là 400 ngàn một cặp, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Cái này một cặp 400. Đó. Không có xe lẻ phải không? Dạ đúng rồi anh. Tại vì một cây 200 thì nó không đủ tiền ship nha. Đó, một cặp là 400. Đây. Bầu này nặng lắm anh. Bầu này khoảng có 10 kg á. Dạ, 24C. Đó, chiều cao lên của nó luôn là 3 tấc nha. Hoành thân của nó khoảng có 11, 12. Đấy, em hạo thử cho cô chú chị mình sẽ biết nha. Đây. Đây, cái này là tại vì nó hai thân nha, là 16, 17 luôn nè. Đây. Đó. Đây. Hoành thân này là 11 nha. Đó. Cũng có giá là 400 ngàn bao phí ship toàn quốc cho chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đó. Đây, tới cặp 25C. Hoành thân vẫn cũng 11, 12 nha, trở lên, không có dưới nha. 25C cũng có giá 400 ngàn bao phí ship toàn quốc luôn. Cao lên khoảng có 3 tấc nha. Đó, đây, 25C. Đó. Đây. Đây tới em có trang đỏ lá nhỏ, trang hồng hấn lá nhỏ nha. Đó, cái này là lộ siêu bông. Cái này là có bông quanh năm luôn. Đó, chiều cao để em đo cho cô chú chị mình sẽ biết nha. Cao lên là 57, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 35. Đó, đây, cái này trồng băng công hành lang rất là đẹp luôn, thừng chậu đảm bảo 100%. Mã số 26C. Một cây là 200 ngàn, một cặp là 350 ngàn, bao phí ship toàn quốc trong vòng 1 tháng nó sẽ ra bông. Yên tâm cô chú chị mình yên tâm, nó ra bông quanh năm. Cốt thì bự ngón tay cái rất là nhiều nha. 27C, cao lên là 50, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 40. Đây, cốt thì bự ngón tay cái của chú anh chị mình xem giùm em nè. Đó, cây nó già, cây này khoảng tuổi đời khoảng có 5 năm. Em bao cho chú anh chị mình luôn. Đó, mã số 27. Một cặp là 350 ngàn, một cây là 200 ngàn, bao phí ship toàn quốc. Số điện thoại của em là 0939806164. Đó, em ở tại khu vực Quang, phường Thế Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. 0939806464 nha. 28C. Đây, bự ngón tay cái nha. Đó. Hồng phấn siêu bông. Đó, hồng phấn ta nha. Đó, giá là 200 ngàn bao phí ship toàn quốc cho chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Đây, tới còn em có may. May chiếu thủy. Đó. Da đen. Đó, đây. Đó, cái này là kiển này là ông này da đen anh. Đó. Mai chiếu thủy da đen lá chung. Mã số 29C. Đó, cây này thì cô chú chị mình khỏi chê khỏi lo rồi nha. Bao sống bao ship luôn. Đây, hoành thân em sẽ đo tại chỗ này nha. Đó, hoành thân đo tại chỗ này là hoành là 12, thân nó là 12, bự lắm nha. Một nắm tay luôn. Đó, còn này cụm đế là mình không có tính nha. Đó, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn có giá là 500 ngàn bao ship toàn quốc luôn, mã số 29C. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook. Em tên Triệu ở tại khu vực Quảng, phường Thế Hòa, quận Môn, thành phố Cần Thơ. Còn hai cây nguyệt quế lá chung bông chùm, giáng long, chi tai tứ diện. Đó, giá này thu hồi giá vốn lại luôn nha, giá lỗ luôn nha, lỗ tiền ship luôn. Chiều cao 1m50, tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1m3. Dạ đúng rồi, đây. Giá này là còn, lô này là còn 2 cây. Đó, mấy trăm cây mà em bán hết trơn, giờ còn 2 cây cuối cùng. Đó, đây, cô chú chị xem giùm em. Đó, chi tay quá nhạo luôn nha. Đó, đây. Quanh thân là 19. Đó, đây cô chú chị xem giùm em một vòng nha. Đây, mã số 30. 30C, cây này em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn, có giá là 2 triệu bao phí ship toàn quốc luôn nha. Tiền ship không, cây này khoảng cỡ 600 ngàn một cây rồi đó nghe cô chú chị mình ha. Đó. Đây. Dạ đúng rồi anh. Đó, còn nếu mở gần thì chúng em sẽ giảm lại thêm. Rồi, lại đi. Cây này thì nó dáng bay hơi siêu nhẹ nha. Đó, cô chú chị mình trồng dáng trực vẫn được luôn. Còn nếu mà của nó là dáng bay hồi đầu. Đó, đây cô chú chị mình xem giùm em, cây liền là không hư một nha. Rồi, cao
chiều cao lên khoảng cao 1m6. Tán ngang tàn lớn nhất của nó luôn là 1m3, chi tay quá nhạo. Đây của chú chị mình xem nha. Dạ đúng rồi, em bao lá chung bông chùm. Đó, này đang lên tược non rất là xum xê luôn nha. Bao sống bao ship tới cô chú chị mình luôn. Bao độ già luôn nha. Đó, độ già của cây này là khoảng có mười mấy 20 năm mà cô chú chị mình an tâm. Hoành thân là 23. Đó, cụ đế quái luôn nha. Đó, dáng bay hồi đầu rất là đẹp luôn nha cô chú chị mình ha. Chi tay nó rất là lớn luôn rồi. Đó, về vô chậu cái đó khỏi chê. Đó, em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.100.000 bao ship toàn quốc luôn nha. 2.100.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Đó. Đây, tới em có những cây mai tím Đà Lạt. Đó, cảm ơn cô chú anh chị mình bữa hổm là ủng hộ em cũng 6-7 cây nha. Cái này là mai tím Đà Lạt cho cô chú anh chị mình ha, em bao bông. Đó, bao bông cho cô chú chị mình luôn, trong vòng 1 tháng 2 tháng nó sẽ có bông nha. Dạ đúng rồi anh. Đó, xây cái cây này cái mặt bông ra ngoài cây. Đó. Đây, có bông anh. Đó. Đây cô chú chị mình xem bông giùm em nha. Đó, cái này là bông nhỏ thôi, cái bông một chùm của nó dài lắm. Nó leo phải không? Dạ đúng rồi anh. Nó lớn là nó leo. Dạ đúng rồi. Cái này nó dài lắm, bông nó dài khoảng có mấy thước á, một cân thước 2 thước 3 thước gì đó. Đây. Dạ đúng rồi, một cây là 150.000. Đó, một cây là 200.000, một cặp là 350.000, bao phí ship toàn quốc luôn nha. Khoảng ngón tay út á. Dạ đúng rồi, khoảng ngón tay cái tới út đây nè anh. Đó, như thân nè. Đó, cỡ ngón tay cái nè. Đó. Dạ. Mã số 32, 35, 33 với 34 nha. Đó, cô chú chị mình có chốt cây nào thì mình cứ báo số cho em cũng vẫn được. Cây nào em cũng bao bông hết trơn nha. Đó. Dạ, mai tím Đà Lạt. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn các cô chú chị mình trong thời gian qua ủng hộ clip văn lời TK Bonsai. Thanh chị xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.